Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi giành chính quyền về tay nhân dân tháng 8 năm 1945, đến ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời mùng 2 tháng 9 năm 1969, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều người vinh dự được gặp Bác kính yêu, bởi họ lập được những chiến công, những thành tích đặc biệt xuất sắc nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện di chúc của Người. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nữ anh hùng lao động Phạm Thị Vách, quê ở xã Hùng Cường, huyện Kim Động, nay là thành phố Hưng Yên, người vinh dự 22 lần được gặp Bác Hồ, để thấy rõ hơn những thành tích xuất sắc của bà, đặc biệt là việc học tập và làm theo những lời căn dặn của Bác. Trở lại thăm công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải sau hơn 60 năm, mặc dù đã 82 tuổi, nhưng có lẽ đây là nơi đã hun đúc nên khí phách của bà, vì thế anh hùng lao động Phạm Thị Vách vẫn nhớ tới từng chi tiết. Ngày ấy, cả một vùng đồng bằng rộng lớn Bắc Hưng Hải, gồm các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh. Hơn 1 triệu nông dân trong vùng luôn sống trong nỗi lo âu, ngập úng và hạn hán. Bởi mưa 3 ngày đã úng, nắng 3 ngày đã hạn, khiến sản xuất nông nghiệp vô cùng khó khăn. Hiểu rõ được thực trạng, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã quyết định xây dựng công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải. Không khí lao động trên công trường lúc bấy giờ sôi động lắm. Các đội thi đua nhau lao động, phát huy sáng kiến, động viên nhau, làm thêm giờ. Riêng đội của bà, năng suất lao động bao giờ cũng vượt hơn các đội khác, có thời điểm vượt gấp 3-4 lần định mức được giao. Chính vì thế, đội thủy lợi của bà được suy tôn là đội tên lửa. Cá nhân bà đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý. Bà nhớ nhất khi được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người lần thứ hai. Đến năm 61, Bác về Hưng Yên đấy. Bác hỏi cán bộ và nhân dân Hưng Yên có nhất trí cho Bác tặng huy hiệu của Bác lần thứ hai cho bé Vách không? Mà tôi đứng ở dưới lúc bấy giờ, dân thì đứng lên đồng tình vỗ tay, nhưng tôi thì run chân tay không đi lên được. Đồng chí Quỳnh dắt tôi lên trên khán đài xong để Bác trao huy hiệu lần thứ hai của Bác cho tôi về phong trào thủy lợi của tỉnh đấy. Mà tôi run tay tôi cũng không cầm được một. Bác bảo tôi rằng cháu đã làm tốt rồi thì bây giờ về học tập quần chúng mà làm tốt hơn. Sau khi công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải hoàn thành, phát huy khí thế của thanh niên Hưng Yên, nghiêng đồng đổ nước ra sông, vắt đất ra nước, thay trời làm mưa, đội thủy lợi tên lửa của người thôn nữ trẻ tuổi Phạm Thị Vách lại được cấp trên tín nhiệm giao nhiệm vụ tiếp tục đắp con đê bối Hùng Cường dài 7,5 km bao quanh hai xã nằm ở bãi giữa sông Hồng. Cá nhân bà và đội thủy lợi tên lửa của xã Hùng Cường đã liên tiếp lập được những thành tích xuất sắc. Thì thành đập đội tên lửa là bà ở cái đội tên lửa. Thì bà vác đất thì bây giờ bà khỏe lắm. Thì là bà làm mà tích cực. Thì là cuối cùng là được chi tôn thế thôi. Chúng tôi làm còn mệt nhọc coi như chấp nhận bà làm sao, bà không nhọc sao. Bà làm hăng lắm. Như là đông, thì chúng tôi chịu. Tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 3 năm 1962, người thanh niên 22 tuổi Phạm Thị Vách đã vinh dự được tuyên dương là kiện tướng thủy lợi trên công trường Bắc Hưng Hải, anh hùng lao động và được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Trao đổi với chúng tôi, bà cho biết, trong quá trình lao động và công tác, bà đã vinh dự được gặp Bác 22 lần. Là chủ tịch nước, mặc dù bận trăm công ngàn việc, nhưng lần nào gặp tôi, Bác cũng hỏi thăm công việc và đời sống của bé Vách. Có một lần Bác hỏi làm tôi cảm động rơi nước mắt. Bác rất là trong cung nghỉ việc như thế, Bác cũng rất tâm đi. Có lần Bác hỏi tôi rằng thế cháu đã thấy được gia đình chưa? Thế tôi bảo cháu báo cáo với Bác là cháu còn chờ Bác Nam thống nhất. Bác bảo không được, con gái không được chờ. Khắc cốt ghi tâm những lời căn dặn của Bác. Cháu đã làm tốt rồi, phải học tập để làm tốt hơn nữa, phải gần gũi, học nhân dân để làm. Anh hùng Phạm Thị Vách đã quyết tâm phấn đấu học hết chương trình bổ túc văn hóa. Tiếp sau đó, bà còn dành thời gian theo học trường cán bộ quản lý kỹ thuật của tỉnh, trường đảng Nguyễn Ái Quốc.
vì theo học có trình độ, có lý luận, bà đã được bầu chọn, được cấp trên giao đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Từ chủ nhiệm hợp tác xã, chủ tịch, bí thư đảng ủy xã, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đến phó bí thư thường trực huyện Kim Động, đại biểu quốc hội 3 khóa 3, 4, 5. Ở cương vị nào, bà cũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ghép mình vào khuôn khổ, phấn đấu rèn luyện khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân.